Anh là anh có lộc ăn lắm đó nha. Trong bộ phim Đất Rừng Phương Nam, tạo hình của nhân vật Tư Mắm rất là đặc biệt. Tư Mắm là nhân vật duy nhất ở trong phim là nữ mà được ăn mặc đẹp. Thì Di được mặc rất là nhiều những cái bộ bà ba với những cái chất liệu khác nhau. Di có thể kể ví dụ như Di là diễn viên được mặc nhiều áo bà ba đẹp xịn nhất phim. Tư Mắm là nhân vật đeo vòng vàng nhiều nhất phim. Tư Mắm là nhân vật được xuất hiện ở nhiều bối cảnh nhất phim. Tư Mắm là nhân vật mang lại cho Di một vết sẹo suốt cả cuộc đời. Và đúng là sẹo thiệt nha mọi người. Trong một cái cảnh quay á, thì Di bị té. Và cái cảnh quay đó thì mình cũng không nghĩ là cái té đó nó lại làm cho cái chân của mình nó không có vết thương, nó nặng, sẹo. Thì là do ngày xưa đi tham gia Đất Rừng Phương Nam diễn xuất cho nên bị cái sẹo này. Dạ. Nhân ai đi về miền đất phương trời xanh mây trắng xoay dòng cửu long. Mến mong rừng trai bạc ngàn.